Đây là Nikon B900. Hôm nay tôi nói sơ về cái con Nikon này, gọi là siêu zoom. Phi của nó là phi 67. Khẩu 43, tiêu cự là 4,3 tới 357 mm, khẩu độ là 2.8 tới 6.5. Nói về pin, đây là một cục pin chính hãng của Nikon. Đây là một cục pin tôi mua để dự phòng, mà rất ít khi nào phải dùng tới, nào dùng tới cái pin dự phòng, bởi vì quay rất là lâu. Hãy mua cục pin dự phòng Wasabi, giá như là tôi nhớ là 500.000 hai cục thì phải, khoảng đó. Đó, ba cục này là xài thoải mái vi vu. Đối với thẻ nhớ thì tôi khuyên các bạn bởi vì đây là phim mình quay nên là tốc độ quay nó phải nhanh chút xíu. Đây là một cái thẻ nhớ mà dung lượng của nó là 64 GB.